Rồi, chào toàn thể các bác nhé. Đến hẹn lại lên thì cứ mỗi một chiều chủ nhật à chiều mỗi một chiều hàng tuần thì em lại tiếp tục là quay cho bác lên cho bác một số cái những cái sản phẩm mới nhá. Thì hôm nay thì sản phẩm mới về rất là nhiều luôn. Đấy. Về Nomazu này, 23 20 23 26 nhá. Đấy. Rồi là Mitsu T180, rồi là những cái máy rất là công suất lớn rất là nhiều luôn. Shinewa S35 các kiểu, Echo 341, rồi TD33, côm 34 ly có hết nhá. Đấy. Rồi bên cạnh đó thì vẫn có những cái mẫu máy rẻ cho bác về chế cháo đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, những cái đầu máy này, đấy những cái dòng đây, những cái dòng sản phẩm máy tỉa cành các kiểu có hết. Đấy. Đây. Có con tỉa cành lưỡi dài cực dài cho bác nào về chuyên được vùng chè này, tỉa ria này. Con này lưỡi dài đột biến luôn. Đấy. Rồi. Thì cần tum nhỏ thì bên em cũng là đợt này về cũng khá là nhiều luôn. Đấy. Đấy, rất là nhiều. Tum lớn thì khả năng là hết rồi. Vì có khách họ đặt 6 7 cái khả năng hết rồi. Đấy. Được chưa? Thì cái mẫu máy Estin thì cũng có mấy con Estin đây này. Đấy, Estin. Đấy. Rồi vẫn như thường lệ thì bác nào mua chè nhá thì bên em cũng có chè luôn. Cái địa phương em thì nó là địa phương đất chè nên có nghĩa là chè thì loại gì cũng có. Đây, các bác có thể nhìn vào cái bao chè đây. Cánh búp móc câu rất là đẹp luôn, thấy chưa? Cánh nhỏ, đấy. Uống thì nước xanh nhá. Bao cho bác là chè mới, không phải chè cũ. Đấy. Nói chung là đất chè chứ không phải là bọn em mua buôn từ nơi khác về bán đâu. Nên là giá thì bác sẽ được là cái giá tại gốc luôn. Đấy. Giá tại gốc luôn thì em báo giá luôn nhá. Thì chè giờ hiện bên em đang bán với mức giá cực kỳ là hợp lý, cực kỳ rẻ luôn, là 120.000 trên 1 kg nhá. Đấy, bên em ship từ 1 ký trở lên. Cái bác nào mua từ 1 đến 5 cân thì phí ship của nó là 30 đến 35k. Bác nào mua trên 5 cân thì bên em bao ship luôn nhá. Đấy. Đấy, các bác lưu ý là chưa chưa có phí ship nhá. Bác nào mua trên 5 cân thì mới bảo là báo ship. Tránh các bác gọi là hỏi về vấn đề về vận chuyển. Chè thì bao cho bác là gì? Thứ nhất là chè mới này, uống là có vị thơm này, nước xanh này và không có thuốc sâu, thuốc xiếc gì đâu nha. Các bác lưu ý là không bao giờ có thuốc sâu. Đấy. Riêng cái vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật là chỗ địa phương em là làm cực kỳ kỹ luôn vì nó đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu nhá. Nếu mà xuất khẩu sang bên kia mà có thuốc sâu là họ trả về luôn, được chưa? Đấy. Xuất khẩu sang Đài Loan, Đài Liếc đấy, về các kiểu đấy. Rồi, ok. Đấy thì cái mức giá 120.000 này thì thực ra là các bác thấy rất là rẻ. Thì bởi vì là bên em bán là giá bán lẻ bằng với giá bán buôn. Thế nên là giá nó rất là rẻ để quảng cáo cho các bác thôi. Quảng cáo thương hiệu chè đến khắp mọi nơi trên Tổ quốc. Được chưa? Nếu bác nào mua chè cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại đây nhá. Đấy, được chưa? Đấy. Cứ liên hệ với em theo hai số. Bác nào mà cần đặt chè tư vấn kỹ hơn về chè thì điện số thứ hai. Đấy, bác nào mua máy mua móc các kiểu thì cái số thứ nhất mà gọi nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Ok chưa? Đấy, các bác đã kịp ghi số điện thoại chưa? Rồi ok. Đấy. Thì rồi ok. Thì hôm nay em cũng đầu tiên thì em cũng sẽ đi giới thiệu cho bác một số cái sản phẩm về cho bác tự dọn nhá. Thế là sau đó là còn thời gian thì em sẽ đi về những cái sản phẩm dọn rồi. Đấy, dần dần rồi thì sẽ cũng có những cái sản phẩm dọn rồi. Ok nhá. Rồi, thì bác nào đam mê đồ cổ thì em có cái con số 1 này cho bác đam mê đồ cổ đây. Thì cái con này là em nhìn thấy rất là cổ luôn. Đây, con này là con Robin này. Cắt cỏ Robin. Đây, đồ cổ. Đấy, Robin nhá. Đấy. Thì cái con này nó đang, hiện tại nó đang bị cứng máy này. Mà không biết cứng máy do cái gì nhưng mà cái cần của nó lại nan êm nhá. Cái cần của con Robin này nan êm này. Nan rất êm luôn. Đây, cần đây. Đây, cần nan cực êm luôn. Chắc là bị kẹp gì thôi. Đầu bò chén kẹp đầy đủ nhá. Đấy, đây. Chén kẹp đầy đủ đây. Đấy, được chưa? Nan êm luôn, rất là ngon nhá. Đấy. Thì cái con số 1 này nó hiện tại là nó đang bị cứng máy nhá, mà không biết nguyên nhân gì. Nhưng mà không nếu mà nước vào thì cái cần nó cũng phải cứng. Em qua phải kiểm tra nhá. Đấy, máy cực kỳ cổ luôn. Đấy, bác nào đam mê đồ cổ thì về làm nhá. Số 1. Số 1 để cho bác mức giá nó là cả máy cả cần luôn. Đây là cần của nó này. Đấy, cả máy cả cần luôn. Số 1 để cho bác mức giá đó là 300k.
Đấy, 300k cả máy cả cần. Đấy, đam mê đồ cổ. Một xong nhá, cần năn êm luôn, về là dư được bộ cần. Đấy, về dư được bộ cần lắp sang con khác nhá. Số 2 này. Cũng lại một con cổ nữa. Cổ nữa là con này nhá. Con Ruby này nhá, con này nhá. Đây là cần của nó này. Con này thì cục máy của nó là xoay êm, con này cũng quấn dây giật này. Cục máy năn này. Cục máy năn là hơi ok nhá. Cần thứ nhất cần nó rất đẹp này. Cần của nó năn êm này. Cần tung rời năn êm, phát về chế vào cần 260 được nhá. Đấy, đầu bò đủ chén kẹp luôn này. To. Đủ chén kẹp, được chưa? Đấy, cần nói chung cần con này thì đẹp. Bộ cần đẹp luôn. Đây. Cần tuyệt vời. Cần đầu bò to, đẹp. Cần đẹp năn êm luôn nhá. Chứ không phải là không năn êm đâu, năn cực êm luôn. Đấy, con này thì cũng năn ok luôn. Đấy. Năn ok. Đấy. Con này thì nó thiếu đầu cái bô ấy. Thiếu đầu cái bô ấy, nhưng con này em thấy nó xoay thì em thấy hơi rất chắc này. Đấy nhá. Hơi nghe xoay tay này vẫn nghe rất chắc nhá. Đấy. Đấy. Đây, các bác nhìn xoay kỹ này. Đấy. Nói chung là cục này là năn này. Năn này, về nhưng mà nó khởi động theo kiểu cuốn dây như này nhá. Đấy. Chung cục này cũng để cho bác mức cả máy cả cần. Số 2. Số 2 để cho bác mức giá đó là 300k nhá. 300k. Đấy, rồi, là máy cả cần. Rồi, số 3 này. Cũng là một con đồ cổ giống con kia. Đây, con này cũng đồ cổ luôn này. Cần cũng giống con kia luôn. Đấy. Đây, cần này đủ chén kẹp nhá. Chén kẹp này còn đẹp nữa cơ. Đấy, năn êm luôn. Đấy, cần xoay luôn nhá. Đấy, tung rời này. Con này thì nó có chụp giật đấy. Con này giống con kia, đủ đồ này. Nó có chụp giật nhưng mà bị tuột nó so như này này. Đấy. Con này thấy hơi chắc này. Hơi xoay thấy chắc này. Đấy. Có chụp giật nhá, về cuốn lại hoặc làm gì làm nhá. Nguyên bộ cần nó năn êm nhá. Số 3 nhá. Số 3 để cho bác mức giá 350 nhá. 350 cả máy cả cần, được chưa? Đấy. Mấy con đồ cổ đi cho nó gọn. Đấy, được chưa? Nếu bác về tính cái đầu bò chế nặng nghèo đủ vốn rồi. Giờ tiếp tục nhá. Đây em có một con máy tàu thanh lý cho bác này. Con máy tàu này là khách đổi nhá. Cái tàu tình trạng nó đang chạy bình thường. Đang chạy bình thường nhá. Khách đang sử dụng bình thường nhưng mà thấy yếu. Đổi lên con 330 nhá. To. Nó vẫn còn một con dao kìa. Thì các bác con này về là xài luôn nhá. Chứ không phải là ấy đâu. Hơi còn chắc nhá. Hơi ngon nhá. Đấy. Thì con này là về tung rời này. Đấy, được chưa? Tình trạng là như thế nhá. Khách đổi máy, tình trạng là máy vẫn chạy ngon này. Về các bác về dùng luôn. Số 4 nhá. Số 4 để cho bác mức giá đó là cần tung rời luôn này. Đây, cần tung rời còn xài ngon nhá. Nói chung còn đang xài nhá, chứ không phải là đấy đâu, tất cả đều ok hết. Số 4. Số 4 để cho bác mức giá là 500k nhá. Đấy, được chưa? 500k. Rồi. Tiếp tục đây em có một con máy Nhật đây. Đây, có con máy Nhật Mitsubishi này. Con này là Mitsubishi T100 này, công suất khoảng 20cc. Đấy. Con này thì tình trạng máy của nó thì con này tung nhôm này. Tình trạng máy của nó thì đầu bò chén kẹp là đủ đây. Đủ năn êm luôn nhá, rất là ok. Thì nó bị vỡ cái vỏ đây. Vỡ vỏ bô này nhưng không ảnh hưởng gì lắm. Đấy, tình trạng của con này như em là hôm trước thử mồi xăng rồi, mồi xăng nổ nhá. Hơi ok, hơi nửa ok. Mồi xăng nổ. Máy Nhật nhá, máy bãi nhá. Hơi chắc. Rồi. Con này Tiến Nam chia xài nhá. Tiến Nam để cho bác mức giá con này là 500k nhá, về tự dọn nhá. Được chưa? Rồi. 500k về tự dọn. Tình trạng như thế nhá. Có con này to hơn này, công suất lớn hơn này. Mà nó lại bị thiếu mô bin này. Con này là con Mitsubishi T110. Cái con này là công suất lớn hơn con này nhá. Đấy, lớn hơn con này. Cái con này là hôm nó đúng ra là nó đầy đủ cái mô bin điện nữa ấy. Nhưng mà em tháo ra đưa cho khách nhá. Nên thành ra nó thiếu. Bây giờ bác về kiếm cái bộ lửa nắp vào là ok. Ví dụ bác nào mà không biết chỗ mua thì điện cho em. Thì em lại chỉ cho bác chỗ mua điện. Nhưng bên em thì ngại làm những cái
có thì làm thôi chứ còn không có thì cũng thanh lý luôn. Đấy, con này thì tung nhôm này. Đấy, đầu bò của nó có sẵn một cái bát cương luôn này, nan êm luôn, rất là ok nhá. Đấy rồi, như con này thì các bác phải kiếm cái mô bin nữa là chạy ok, hơi thì em thấy là ok. Đấy, hơi ok nhá. Đấy, hơi là ok, thiếu đi mô bin. Đấy, tình trạng thì bình xăng, ô bình xăng con này bể mất rồi, bình xăng con này bể mất rồi. Con số 6 nhá, số 6 để cho bác mức giá con này là cũng 500k nhá. Đấy, bình xăng bể, thiếu điện nhưng mà công suất lại lớn, được chưa? Rồi, em có một số sản phẩm, con này có con này cũng cũng đang dùng đây này, khách đang dùng đây này, con tỉa cành này, tỉa cành Mitsubishi này, con này khách đang dùng luôn. Thế nhưng mà do bên em là về cái lô tỉa cành mới đẹp quá, khách đổi nhá, khách đổi máy, ừ, khách đổi lấy con đẹp hơn. Cái con này thì hiện tại là vẫn đang dùng, đang xài, nên chế hai kim mới này này, thấy không? Đấy, hàng Mitsubishi nhá. Là khách, là khách T50 máy tỉa cành. Đấy, những con này thì là nó là khách đổi máy nhá. Đấy, tình trạng là máy đang hoạt động bình thường, lưỡi thì chắc lưỡi còn ok nhá. Đấy, lưỡi còn ok, được chưa? Thì con này cũng để cho bác mức giá thì khách đổi, để cho bác mức giá thì khách cũng hợp lý thôi. Số 7 để cho bác mức giá con này là 350 nhá, máy đang lỗ 350, chưa? 350 nguyên về các bác ấy kiếm bộ chế này được gần 200.000 rồi. Thế về đang dùng nhá, nói chung đang xài nhá, tình trạng là về các bác vẫn sử dụng bình thường, được chưa? Ok rồi, tiếp tục này, đây lại thành lý cho các bác mấy cái đầu máy rẻ rẻ này, sau đó đi đến cái lô hàng VIP đấy nhá, lô hàng VIP máy lớn này mới đáng giá trị. Mấy cái rẻ rẻ này thì cũng không đáng giá trị mấy. Để cho bán cho thanh lý cho rộng nhà thôi. Số 8 nhá. Đây, số 8 thì em có mấy cái cục máy này cho bác chế cháo này. Như cái con này thì đây, số 8 thấy cục này là thấy cục TD18 này, tung rời gắn vừa xịt thuốc này, được chưa? Cục này thì giật hơi là thấy ok này. Hơi rất chắc nhá. Nửa thì bên em không kiểm tra nhá. Đấy. Bình xăng không bể nhá. Đấy, rất là chắc, nhỏ nhắn xinh xắn này. Cục số 8 này, số 8 tung rời nhá. Đây, tung rời đây. Đấy, số 8 thì để cho bác mức giá cục này là 300k nhá, được chưa? Rồi số 9, đây, số 9 thì em có cục cục này mới là đáng giá này. Có cục này là cục Hitachi 33cc, con này nòng 38 ly nhá, rất là to, bình xăng trên. À, bố thì con này còn siêu dày nhá, con này là hàng đẹp nhá, bố thì còn siêu dày nhá. Đấy, siêu dày này, thấy không? Đấy, siêu dày nhá. Đấy, bình xăng không bể nhá, bình xăng theo quan sát là không bể nhá. Đấy, rất là đẹp, liền nạc. Đây, cục IC tép đây, được chưa? Cục này hơi nửa chắc ok thôi. Ôi, hơi cực chắc luôn. Cục này ngon nhá, cục này ngon, cục này bán cho bác về tự dọn nhá. Cục này cục số, cục này công suất lớn này, 33cc nòng 38 ly, tung to bồ lớn nhá. Cục số 9, cục số 9 để cho bác mức giá cục này là 800k nhá, về tự dọn, được chưa? Rồi, cục số 10 này, cục số 10 là cục này nhá. Có cục Mazu này đẹp quá nhưng mà nó lại bị yếu hơi này. Cục Mazu Yama 260 chế ne đỏ này, mà cục này bị yếu hơi nhá, tung rời này, thấy không? Tung rời, đấy, bị yếu hơi. Em bên em không có hơi thay. Đấy, rồi, yếu hơi nhá. Giờ thấy yếu hơi, bình xăng không bể nhá, bình xăng không bể và còn rất dày. Đấy, được chưa? Cục này thì các bác nào về mà kiếm được bộ nòng Mazu bán là có tiền nhá. Đấy, được. Cục số 10 nhá. Số 10 này thì để cho bác mức giá là 700k nhá. Đấy. Mazu 260. Cục này mà ngon lành là bán hơn triệu nhá. Triệu mấy đấy, các bác về kiếm cái bộ nòng thay vào, được chưa? Nòng hoặc là gắn lại. Được chưa? 650 nhá. 650.
Đấy, đủ đô. Thấy chưa? Mà dụ giật thì về thấy nó cũng yếu hơi. Ok. Tiếp tục này, em có cục này này. Đây, có mấy cục này cho bác về chế cháo này. Mấy cục giá rẻ cho bác về chế cháo mà. Giá rẻ nhưng mà nó lại rất là ngon nhá. Cục Sinewa S20. Tum nhôm này, có sẵn tum cho bác chế cháo luôn này. Đấy, cục này thì hôm em có test xăng mồi cho bác rồi. À, mùi xăng nổ ok luôn. Đấy. Hơi thì khỏi chê. Cục này hơi khỏi chê nhá. Cục số 11 này. 11 thì vẫn để cho bác mức giá của những cục này là 300k này. Đấy, 300k về chế cháo nhá. Hơi lửa ok. Đấy, về chế gì thì chế, được chưa? Đấy, có sẵn tung luôn. 300k hơi lửa ok, tự dọn. Có cục số 11 này, có cục này. Cục Mitsu này. Cục này cũng là cục đẹp này, cục Mitsu Mitsubishi tung giờ rồi nhá. Bố thì gọi là còn siêu đẹp luôn. Bố con này gọi là siêu đẹp, siêu dày luôn này, thấy không? Đấy. Cục này khá mới nhá, cục này cực mới luôn, khá là mới. Nhưng bên em chỉ kiểm tra hơi thôi nha, nửa thì bên em không bao đâu nha. Bao lưu ý mà cũng chưa bao, không bao vì ship luôn, được chưa? Nhá, hơi thì chắc nhá. Nửa thì về bác ví dụ như là nó thiếu cục IC tép hoặc cái gì đấy thì bác bổ sung, nó có lửa. Đấy chưa? Đấy, bình xăng 07 nha. Tum dài nha, máy Mitsu bố siêu dài này. Chưa? Cục này đẹp, khá là đẹp luôn. Cục này số 11 nhá. 11 để cho bác mức giá đó là 300k nhá. Chưa? Mitsu 300k. 12. 12 có cục này mới là đáng giá trị này. Cục này nó chỉ thiếu duy nhất một cái vỏ áo thôi. Cục này là cục Mitsubishi TM33. Công suất 33cc. Nòng con này 36 ly nhá. Mà hàng Mitsu luôn nhá. Mitsu tung rời luôn này, thấy không? Tung rời này. Bố thì con này phải nói là siêu dày luôn. Đấy, siêu dày nhá, siêu đẹp luôn. Con này thì bị mỗi duy nhất của nó là bị bể cái áo này thôi. Các bác về kiếm cái áo bỏ vào là đẹp đấy nhá. Đấy. Con này thì ôi thì ok, chắc cực kỳ luôn. Con này hơi bao chắc nhá. Con này hơi bao chắc, nói chung con này bao đi à, nó chỉ vững mỗi vừa bể áo thôi chứ nó chả bị gì. Đấy. Được chưa? Các bác về lên bình xăng và lên chế hai kim cho nó nhá. Là ăn tiền thôi. Không có gì. Mà hơi thì ngon thôi. Số 12 nhá. 12 để cho bác mức giá cục này là 12 để cho bác cục này khá là có giá trị luôn. Cục này 650 nhá. 650k. Rồi. Cục này tính để lên máy ấy, nhưng mà không kiếm ra vỏ nhá, không kiếm được vỏ. Kiếm con này là ăn tiền, có gì đâu. Ăn tiền. Rồi. 12. 13 này. 13 em có cục này đẹp này, cho bác về chế cháo này. Cục Sinewa này đẹp này, vỏ đẹp luôn này. Cũng S20 nhưng mà vỏ đẹp nhá. Đấy, vỏ đẹp, hơi nửa ok, đã kiểm tra. Rồi, hơi cực chắc luôn. Cục này để cho bác mức giá là cục 13 này, để cho bác mức giá là 350 vì cục này đẹp nhá. 13, vỏ đẹp, 350, được chưa? Ok. Em có cục 14 này. 14 là cục này nhá. Cục này cho bác về lấy đồ này, lấy nòng, lấy chụp giật này. Có cái dòng Q-Rit này thì nó rất là phổ biến nhá, phổ thông luôn. 2000 này. Về lấy tum này. Tum này. Tum lấy vỏ này, lấy chụp giật trợ lực này. Lấy chế này. Chế vẫn còn bơm ken két này, khả năng bỏ xăng nổ. Đấy. Nói chung cục này về lấy đồ rất là ok nhá. Hơi thế ok này. Thấy hơi nhá. Đấy. Cục này thì để cho bác mức giá đó là cục 15, 14 nhá. 14 để cho bác mức giá cục này là 300k về lấy đồ nhá. Lấy hơi, lấy nửa, lấy điện các kiểu đấy. Rất là rẻ. Rồi có cục này cũng rẻ luôn cho các bác này. Đây, có cục này là các bác gặp cực nhiều luôn này. Cục Komatsu này. Tum nhôm này. Ống cần 24 ti 7 khía này, lấy tum nhá. Lấy bình xăng nhá. Lấy lòng nhá, lấy chế nhá. Chung lấy đủ các loại, cái này nó chỉ thiếu cần thôi chứ không chả thiếu cái gì. Hơi thì em thấy ok. Hơi nửa ok nhá. Tôi đã kiểm tra hơi nửa ấy nhá, nửa ok luôn. Được chưa?
Cục này để cho bác mức giá 15. 15 để cho bác mức giá đó là 500k nhá. Được chưa? Cục này 500k. Rồi ok. À, hết cái nô máy rẻ này. Ở đây, em có con tỉa cành này cực đẹp này mà hàng dọn sẵn rồi đây. Nhưng mà hôm nay thì vừa mới đi rửa nên là cũng chưa tiện test máy cho bác. Nhưng mà con này thì bao ngon nhá. Con này có một đặc điểm đó là cho bác về vùng chè này. Cực ngon luôn. Có nghĩa là cái lưỡi của nó cực dài. Con này lưỡi cực dài nhá. Con này lưỡi dài hơn mọi lưỡi cắt cỏ bình thường nhá. Nên là rất tiện cho bác dùng chè, vùng chè. Thế con này là con Robin này. Robin. Đấy, bình xăng bể thay bình xăng mới. Chế chiếc nguyên bản, con này nguyên bản nhá. Bô đen xì này, thấy không? Bô còn đen xì này, giúp con này hơi tội, hơi đẹp, ngon, nổ rồi nhá. Mà không tiện test máy nhưng mà chỉ giật hơi cho bác xem mới hơi thôi. Hơi cực ngon luôn. Đấy. Con này bao ngon nhá. Nói chung là con này bao ngon luôn, mà lưỡi bao lưỡi dài luôn. Lưỡi dài và lại còn sắc nhá, chứ không phải là lưỡi dài mà là cùn. Bác nhìn thấy không? Lưỡi cực sắc luôn, thấy không? Này, thấy chưa? Bao sắc nhá. Đấy, con Robin này thì bác nào nhanh tay thì còn này, vì lưỡi nó dài này, chứ không phải lưỡi ngắn. Được chưa? Bác nào từ vùng chè thì mới hay sử dụng cái này. Con Robin này là số 16 này. 16 bác nào cần liên hệ nhá. Con này để cho bác mức giá là 1.400.000. Đấy. Đã dọn ok ngon này cành đào cho bác về chỉ việc xài thôi. Lưỡi dài, sắc, bao sắc. Hơi bao ngon. Trung bao. Ấy. Ok. Đây, em có mà tiếp theo này. Con 17 18 này, có hai con này mới là hai con đẹp này. Hôm nay em về được cái bộ đôi máy Bano mà hàng to luôn, đó chính là hai con này. Hai con này là hai con cùm nhá. Cùm này là cùm 34cc. Con này nòng lên tới là 36 ly nhá. Nhưng mà hai con này nó lại đẹp nhá. Đây các bác nhìn này. Hàng này hàng chưa vậy tức là máy bãi về nhá. Bãi về nó cái màu sắc vỏ như bác nhìn quan sát nó rất là đẹp luôn này. Đấy, chụp giật trợ lực nhá. Hai con này đều chụp giật trợ lực luôn này. Bình xăng rất là trắng này, cần nhá. Cần của nó rất đẹp luôn này. Cao su không nứt này. Cao su không hề bị nứt tí nào luôn. Rất là đẹp nhá. Đấy. Đầu bò này. Đầu bò ngon ăn êm luôn nhá. Đấy. Hai con này là rất là tốt, được chưa? Hai con này cực cực tốt. Komatsu. Đây. Komatsu 3400, được chưa? Nên rất là ngon nhá. Rồi, đấy là cái cần thôi. Nhưng mà máy của nó thì cái dòng này thì nó cái dòng Komatsu này thì bác biết rồi, nó là dòng cực đắt luôn nhá. Komba nhá, gọi là gọi Komba. Komba, được chưa? Cái từ những cái khung ba lô này dây của nó còn rất đẹp này, được chưa? Đấy. Con này tum liền nhá. Con này tum liền nhá, nếu mà tum rời nữa thì lại càng ăn tiền nữa. Tuy nhiên là các bác về, một là các bác để ba lô dùng. Hai là các bác chế cần vào. Là cũng thành máy cẩn được nhá. Hoặc là để nguyên như thế dùng nhá. Vì con này rất đẹp. Mấy con này thì dễ là đổ xăng và nổ luôn á. Thì bên em chưa kịp dọn thôi. Đấy, dễ là đổ xăng nổ luôn á. Được chưa? Như con này là thuộc dạng rất đẹp này. Đấy. Đây giật thử hơi cho bác xem này, giật trợ lực này. Đấy, thuộc dạng rất đẹp luôn. Vỏ viết liền là đẹp nhá. Đây. Hơi cực ok nhá. Đấy. Bao hơi ngon nhá. Đấy, không ngon không lấy tiền. Được chưa? Đấy. Thì có cái bọn côm Komatsu Komba máy ba lô mà còn đẹp như thế này. Bên em đang bán cho bác cái mức giá đó là con 17 nhá. 17 này. 17 để cho bác mức giá là 1.800.000 về tự dọn nhá. Gọi là tự dọn thôi nhưng mà khả năng là về đổ xăng là lổ luôn. À, thấy không? Đấy. Nhìn rất là mới luôn. Mới mà ngon nhá. Nhìn cái ba lô là biết này. Nhìn cả cái tổng thể của máy rất đẹp luôn, 1.800.000. Rồi con số 18 là con này nhá. Là bộ đôi mà. Con này thì màu sắc thì cực kỳ tươi sáng rồi. Đấy, cực kỳ tươi sáng này, côm 3400 này. Đấy, dây xăng của nó đây. Đấy. Dây của nó đây nhá. Dây của nó còn rất ok nhá. Đấy. Đây là cần của nó nhá. Con này màu sắc tươi sáng này. Hơi tốt này. Đấy. Rồi, mấy cái dòng này gọi dòng VIP rồi.
bác nên sử dụng những cái dòng VIP này nhá. Đấy, các bác nên sử dụng những dòng VIP này. 18 này. 18 chưa, để cho bác giá 1.800.000 hàng chưa dọn nhá. Bên em dọn lên thì phải bán cực cao đấy. Chứ không phải rẻ đâu. Đấy, tiện thì bán nhanh cho bác thôi. Nhưng mà dọn lên thì giá lại cao nhá, các bác lưu ý. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Hai con này hàng tuyển nhá. Nói chung là hàng tuyển đấy. Máy thì nói chung là dòng máy bãi thì bác thì đừng so sánh về giá nhá, mà hãy nhìn chất lượng của con máy. Được chưa? Nó mấy con này thì khác gì máy mới đâu. Rồi. Bác nào mà không thích dùng mấy cái dòng Komatsu này thì chuyện thích dòng Echo thì có thể là em này. Em này là một con Echo to này, cũng là hàng chưa dọn luôn. Echo 341 nhá. Thì con này là Echo tum rời này, thứ nhất nó là tum rời này. Bác nào có cái cần 341 gắn vào là thành máy cần luôn nhá. Cái này thì em bán đủ bộ máy ba lô cho bác hàng chưa dọn, được chưa? Cái con này thì cái ba lô của nó thì còn khá là ok. Đấy, mấy con này thì đã kiểm tra bô rồi nhá. Bô là không bị xước xiếc gì đâu nhá. Ngon hết nhá. Đấy, càng này cũng là hàng chưa dọn luôn, được chưa? Echo 341. Đấy. Hàng chưa dọn. Đấy, hơi thì gọi là cực chắc luôn. Đây. Cho bác xem. Rồi. Hơi ngon nhá. Hơi ngon, máy chắc. Không bị bi bọt gì cả. Đấy, hầu như là bên em đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Nhưng mà đấy, số 19 nhá. 19 Echo nhá. Để cho bác giá là 1.700.000 nhá. Đấy, 1.700.000 về tự dọn. Thấy chưa? Đấy, cực ngon luôn. Rồi. Thế bác nào mà muốn một con máy to mà rẻ hơn nữa thì có thể là lấy cái em này. Em này là một em máy Kawasaki TD33. Đấy, con này thì trông thì thế này thôi nhưng mà máy của nó thì hơi còn cực tốt nhá. Hơi thì rất tốt luôn. Ba lô thì cần con này lại đẹp nhá. Trong khung thì xấu nhưng mà cần lại đẹp nhá. Cần đẹp. Rồi. Thì cần đẹp này, hơi này. Vô, hơi bao chắc nhá. Con này hơi bao chắc luôn, nói chung bao ngon. Đấy, con này hơi bao chắc. Máy cũng hơi chắc lịch luôn nhá. Thì con số 20. 20 này em bán đủ bộ cho bác luôn nhá, cả máy cả cần luôn. Cho bác phải tự dọn. Thì để cho bác mức giá đó là 1.050.000 nhá. 1.050.000 cành. Đấy, được chưa? Rồi. 1.050.000. Rồi. Thì em quay tiếp theo đến cái lô Shindewa. Lô này thì bác gọi là cực nhiều luôn. 20 này. Em có cái lô Shindewa cực sáng luôn. Đây. Shindewa S35 nhá. Hàng S35 luôn, hàng to. Đấy. Đây. Nhất là nhìn thông qua về như con này thì khá là ok này. Nhìn tổng thể là rất là đẹp nhá. Như con này là thuộc dạng đẹp đây này. Đấy, con này thì cũ hơn một tí, nhìn cũ hơn một tí và cái này thì cũng hơi bị rách một tí, được chưa? Mai có khung ba lô khác thay. Có tí nữa báo tình trạng sau nhá. Đấy. Con số 21 này, 21 là con này nhá. Con Shindewa này là nhìn thông quan là đẹp đây này. S35 nhá, máy ba lô nhá. S35 này. Đấy. Bô viếc đen xì, vỏ viếc sáng bóng, được chưa? À, khung đẹp. Đây. Cần đẹp luôn. Thế con này cứ để cho bác mức giá đó là S35 nhá, con số 21. 21 giật hơi cho bác xem này. Rồi. Hơi bao chắc nhá. 21. Để cho bác mức giá con này là 1.600.000 nhá, về tự dọn. Thì con này đẹp nhá. 1.600.000 về tự dọn. Được chưa? Đủ đô, cần kiếc bao đủ đô. 22. 22 thì con này cũng là S35 này, Shindewa S35. Là 35cc nhá, nòng 36 ly, được chưa? Con này thì tình trạng thì hơi thì tốt. Khung ba lô này thì mai nếu mà em có em thay cho bác cái khung khác cho đẹp nhá. Đấy. Tình trạng hơi này. Rồi. Hơi ngon nhá. Giờ em tiếp tục nhá. Đấy, tình trạng con này thì thấy vỏ chỗ này thì hơi sứt một tí này. Nói chung là máy bãi thì không thể tránh khỏi được. Bô thì còn rất là đen xì nhá. Bô đen xì.
Nói chung là ok nhá, về cơ bản là ok đấy. Cái này là thuộc dạng là cũng tương đối nhá, chứ không phải là thuộc dạng xấu đâu. Nói chung cũng được đấy, không phải xấu nhá. Có cái khung ngày mai ta thay cho cái khung khác cho đẹp thôi. Ví dụ có nhá, có thì thay, không có thì thôi. Ý như thế. Không tặng bác cái khung khác. Rồi. Hơi ngon nhá. Rồi. Hơi chắc nhá, chắc như con kia luôn. 22. 22 thì để cho bác mức giá con này là 1 triệu 5 nhá, 1 triệu rưỡi đi. Chưa? 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Được rồi. Con này đẹp này. Con này là cũng là S35 nhá. Con này mặt tiền khá là đẹp luôn. Đây, mặt tiền rất là đẹp này. Bô thì đen xì luôn, được chưa? Ồ rất đẹp. Thì có hơi chảy sơn chỗ này tí này. Về các bác về cạo đi sơn lại là đẹp nhá. Đấy. Bình xăng thì khá là trắng. Cái hơi ngon, được chưa? Đấy, con này thì trông thế này cũng là ok. Đấy. Này chỉ có mỗi bị hơi chảy vào này tí thôi. Rồi, hơi báo chắc. Rồi, hơi ngon, tuyệt vời. Số 23 này. 23 con này để cho bác mức giá là 1.550.000 nhá. 1.550, được chưa? Rồi. Cinewa S35 35cc. Đấy, khá là ok nhá. Rồi. Thì có con này thì đúng là nó lại mặt tiền này thì khá là ok này. Vỏ thì lại bị rỉ nhiều nhá. Rỉ nhiều, nó về sơn lại nhá, cạo đi sơn lại là đẹp nhá. Đấy. Nhưng mà cái khung ba lô lại ngon nhá. Khung ba lô thì được. Hơi ấy chỗ này một tí. Nhưng mà về cơ bản là vẫn xài được nhá. Đấy. Xài được. Nói chung là ok. Đấy. Đây, cái thứ này thì đen này, chỗ này là do oxy hóa thôi. Để ngoài trời oxy hóa thôi. Còn về cơ bản tổng thể nó là vẫn là được nhá. Vẫn là được. Đấy, bô viết các kiểu là ngon nhá. Đấy. Nào, hơi này. Rồi, hơi chắc. Rồi, hơi chắc nhá. Hơi chắc số 23. 23 thì để cho bác mức giá con này thì là 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi. Ok. Nói chung là mấy con này tổng thể mấy con này thì đều ngon cả nhá. Cái dòng này thì nó là đều ok hết nhá. Chỉ có điều về bàn về vỏ thôi. Vỏ thì thực sự thì cũng không quan trọng lắm nhá. Quan trọng chất lượng máy là còn cực kỳ ok nhá. Rồi. Đây có con này giá rẻ hợp lý hơn cho bác này. Có con này hàng cực đẹp luôn mà mới nhá. Con này là con ba lô của nó là ba lô hàng Tanaka 321 này, là 32cc nhá. Đấy, được chưa? Con này thứ nhất là nhìn vỏ nhựa này. Con này thì các bác về hoàn toàn có thể là ví dụ bác nào thích không thích dùng ba lô nhá. Thì mình hoàn có thể là nên bình xăng và nên chế cho nó nhá. Đấy, nó có lỗ thông khí rồi nhá. Đấy. Con này thì vỏ rất là tươi sáng này, đẹp nhá. Vỏ viết rất là tươi sáng và đẹp luôn, được chưa? Đấy, bình xăng tổng thể ngon nhá. Nói chung con này ngon. Khá là ok đấy. Này giật hơi cho bác xem, hơi thì chắc đấy. Hơi. Cái này là hơi thò dây ra tí này, nhưng không sao nhá. Rồi. Hơi chắc nhá. Hơi bao chắc. Đấy, cái này về nó bị kiểu rỉ thôi. Con này hơi bao chắc này. Con này em bán đủ bộ cho bác cả máy cả cần luôn nhá. Các bác về tự dọn, mặt tiền khá là đẹp luôn. Con này số 24. Máy to nhá. Đây toàn máy to hết. 32cc, nòng con này 36 và 7 ly đấy. Được chưa? Vừa rồi là toàn máy to đấy nhá, chứ không phải máy nhỏ đâu. Đấy. Thì con này để cho bác mức giá con này là 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu về tự dọn, được chưa? Đấy, 1.3 triệu là về tự dọn. Đấy, được chưa? Máy to nhá, không phải máy nhỏ. Rồi. Đó, để cho 1.250 triệu nhá. 1.250 triệu về tự dọn, được chưa? Rồi. Đây. Thì các bác hỏi hàng to thì không nên hàng to thì các bác chờ đợi. Hôm nay em về được hai con hàng to săn mãi mới được luôn. Đây là cái con Mitsubishi T200 N4M. Hai con này phải thuộc dạng gọi là sản liệt vào hạng là siêu phẩm, là đẹp nhá. Mà khả năng đổ xăng đổ luôn T200, được chưa?
Đấy, thôi cứ đi từng lượt đi. Con 25 là con này nhá. Con này là máy 200, đây là công suất nó khoảng trên 40cc nhá. Nòng to nhá, nòng tầm 39 40 ly. Hình như 39 ly thì chuẩn. Đấy. Tình trạng con này thì là máy ba lô nhá. Các bác là về bỏ khung ba lô đi. Và lên cần cho nó nhá. Là ok luôn, không phải lên gì đâu nhá. Nhưng mà bỏ khung này đi là gắn cần vào là xong là chạy thôi. Chứ bình xăng nó đặt trên như này luôn này. Đấy, được chưa? Cái này thì chắc là em bán nguyên đầu cho bác thôi. Thì mấy khi các bác hầu như toàn mua cái đầu này về để lên cần thôi. Thì mấy khi dùng không mấy khi dùng ba lô nhá. Đấy. Nếu các bác nhìn tình trạng con này là cái bồ nó nhìn rất là đen này, vỏ rất đẹp luôn này. Chung hai con này thuộc dạng là đẹp, tuyệt vời luôn, vỏ này. Đấy, vỏ trong này. Đấy. Chung là đẹp nhá. Bình xăng. Này, mặt tiền. Chung hàng này là hai con này thì đây, hơi thì thôi khỏi chê. Hai con này khả năng về đổ xăng nổ luôn. Đây dẫn xăng này. Khóa luôn. Nói chung là dễ là đổ xăng nổ luôn lắm nhá. Đấy. Hơi này. Hơi bao chắc nhá. Hơi chắc lịch luôn. Đấy. Rồi. Nói chung hơi chắc cực kỳ luôn nhá. Đấy, được chưa? Thì con T200 này thì em bán đầu máy không cho bác về tự dọn nhá. Nhìn này thì chắc là về ghế đổ xăng đúng luôn á. Đấy, ok chưa? 25. 25 để cho bác cục máy T200. Công suất 40, nòng 40 ly, bằng 39 40 ly gì đấy. T200 N4M đấy. Đấy. Cục này để cho bác cục máy không là giá 1 triệu rưỡi nhá, một cục nhá. Cục T200. 1 triệu rưỡi. Về tự dọn. Nói chung hàng hiếm nhá. Toàn loại T170, 180 thì nhiều nhưng mà cái loại T200 thì lại rất ít nhá. Đấy, nói chung là hàng hiếm, các bác thông cảm nhá. Đấy, giá nó tương đối là cao, nhập vào nó cao. Mấy con này nó đẹp nhá, chứ không phải xấu. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, có thấy không? Đánh giá một cách khách quan nhá. Rồi. 26 này, 26 thì con này thuộc dạng là siêu phẩm luôn này. Bình xăng rất trắng này. Nước sơn còn cực đẹp, không bị nổ này, tem này. Đấy. Mặt tiền đẹp nhá. Tiền rất là đẹp luôn, tung to bố lớn nhá, không phải tung nhỏ đâu. Tung to bố lớn. Đấy, T200. Đấy, bồ biếc. Con này thì đẹp rồi. Con này dễ đổ xăng đổ luôn nhá. Hóa xăng này. Ốc, nói chung là con này dễ đổ xăng đổ luôn. 26 này. Rồi, ngon. Con này ngon nhá. 26. Để cho bác mức giá là 1 triệu 6 cái đầu máy nhá. Đấy, đầu máy. Được chưa? Nhìn cái bộ khung ba lô nó biết là dụng dạng cũng đẹp rồi. Thấy không? Đấy. 1 triệu 6 cho con này. Chung hàng to à nha. Nói chung là lâu lâu mới về được chứ cũng phải sẵn hàng. Anh bác thông cảm. Đấy. Ok. 26, 5 triệu 6. Rồi. Bác nào mà thích T170, 180 thì em có đây này. Có hai con T180 này. T180, hai con này thì hơi đều ngon hết. Thấy chưa? Cái này bán đủ bộ cho bác luôn nhá, cả máy cả cần đi. Nhưng mà thực ra thì nếu mà mấy con này thì cái khung của nó lại bị ấy rồi. Cái này là về các bác phải chế lại này. Đấy, vỏ thì hơi sứt một tí. Được chưa? Thì cái này thì các bác về lên là thường thường là lấy cái đầu này về lên cần đấy. Tức là lên bình xăng và lên chế nó thì nghe nó hợp lý hơn. Con này thì nhìn khá là đẹp đấy. Hơi thì ngon. Hơi ngon nhá. Đấy, hơi thì ngon, hai con này hơi đều ngon hết nhá. Đấy. Thì cứ mấy con này thì cứ để cho bác 1.3 triệu đi. 27 giá 1.3 triệu nhá. 27 này. 1.3 triệu. Tôi để cho 1.2 triệu nhá. 1.250 triệu. Nào đủ bộ luôn nhá. Nhưng mà tình trạng của nó là cái cao su nó bị gãy này. Thế là đủ bộ luôn, cả máy cả cần. Được chưa? Đấy. Rồi. Xem nào, xem còn cái gì nữa không nhỉ? Thì rồi cũng khả năng video nó đã dài đi. Thì là kết thúc video ở đây đi. Thì các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại xa xa kia nhá. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn các bác xem video.